Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở cuối kênh kênh A. Đây là bến đò kênh A nè quý vị. Ở bên trái của chúng ta đó là kênh Thoại Hà đó, là kênh nối liền từ Gạch Giá đến Long Xuyên đó quý vị. Hôm nay Lâm sẽ quay cái kênh A nè quý vị. Thì đây là kênh tổng kênh A2. A2 á thì nó nằm từ kinh Đoàn Dâm tới kinh Thoại Ngọc Hầu, hay còn gọi là kinh Gạch Giá đi lên núi Sập Thoại Sơn An Giang đó quý vị. Thì kinh Đoàn Dâm thì nó sẽ ngăn chia ra là A1 với A2. Thì ở đây có các kinh như là từ kinh Zero đổ về phía An Giang, phía của An Giang thì gồm có cái kinh A, kinh B, kinh C, kinh D, kinh E và kinh F. Thì kinh Đoàn Dông nó sẽ phân chia kinh ra làm 1 hoặc 2, là A1 hoặc A2, B1 hoặc B2. Thì ở đây Lâm đang đi từ kinh từ cuối của A2 về tới quốc lộ 80, là đầu của kinh A1 đó quý vị. Thì đây Lâm đang đi ở phía bên tay phải cái con kinh nè. Thì mời mọi người cùng Lâm tham quan cái kinh này nhé, để xem các nét trước đây hiện giờ thì nó như thế nào. Thì đồng ruộng rất là xanh tốt đó quý vị. Đây, thì kinh này dài khoảng 12 km. Ở đây có nhà thờ A2 rất là đẹp quý vị. Lâm có từng quay ở đây về nhà thờ A2 rồi, quý vị có thể xem ở trong danh sách phát của Lâm á. Số này là khoảng 400, số nhà 427 thì nó nằm ở bên tay phải của chúng ta, còn ở bên tay trái thì nó là số lẻ đó quý vị. Ở bên tay trái của chúng ta là số chẵn chứ, ở bên tay phải hiện đang đi là số lẻ. Nó ngược với từ kinh Zero mà đổ về phía kinh 5 á, thì ở bên tay phải là cũng là cùng số này luôn quý vị, xin lỗi quý vị. Ở đây thì có một số bà con sẽ có trồng màu bắp ở dọc hai bên đường này quý vị. Còn đây thì đấy trồng các loại hoa màu.
nhà thờ Vinh Sơn nè quý vị. Ở đây có cái cô đẩy chạy xe dọc đường bán các loại rau củ hay gọi là đồ tươi đó quý vị. Ở đây có các bác trồng bắp hay trồng ngô nè. Ở đây có trồng ớt nữa nè quý vị. Đó là khi mà trước Noel đó, là ở đây cái dọc đường này là được trang trí đèn rất là lộng lẫy đó quý vị. Ở hai bên cái kinh là đều có trang trí những cái cột đèn hai bên hết. Ở trước cho một cái đám giỗ đó quý vị, rất là đông người. Có trống kèn đó quý vị. Đang quay đó cô. Rất là nhiều xe cộ đãi rất là trật tự quý vị. Tại nãy Lâm có chạy ngang rồi một ấy ở đây có các đặt vốn nè quý vị. Đây là vẫn còn những cái cột để trang trí đèn nè, chưa có tháo đi nữa đó quý vị.
bà con có trồng nhiều rồi. Đây bắp. Bên vẫn còn trang trí những cái đèn nè quý vị. À, trước mắt của chúng ta mà nằm ở bên phía bên tay trái đó quý vị, đó là nhà thờ kinh A2 này nè quý vị. Rất là đẹp vào buổi tối mà trước đêm Noel đó là rất là đẹp quý vị. Ở đây là về đường xá đó thì chạy rất là êm quý vị. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cầu cống đó là xa xa mà là có một cái cầu đi qua quý vị, bắp giữa bên đây với bên kia. Và ở ở phía giữa đó thì có cái kinh Đồng Dông đó quý vị. Thì nó nói liền giữa kinh Zaro với kinh A này á, thì ở giữa nó có một con đường là đi nữa, và ở hai đầu kinh với cuối kinh là thêm một con đường nữa. Có một số thì một số kinh nó thì sẽ có thêm khoảng một hai con đường ở giữa đi nữa, nhưng mà Lâm thấy là thông thường là ở giữa là có kinh đầu dông là nói liền giữa cái kinh này với cái kinh kia. Lúa thì hiện một bữa nay là nó rất là xanh rồi quý vị, chưa có chỗ mà hơn 30 ngày chút, mà nhiều bà con vẫn còn đang bơm nước vô.
trời bữa nay nắng nhưng mà vẫn phải mặc áo lạnh, quý vị cũng hơi trời có cảm giác là lạnh nè. Số nhà thì thường là bắt đầu số nhà thì Lâm để ý thấy là bắt đầu mỗi kênh là có số mới đó quý vị. Ví dụ như kênh A1 thì bắt đầu từ số 1 tới khoảng số số nào đó, nhưng mà tới đầu kênh đầu tới kênh Đồng Dông có nghĩa là đầu kênh A2 á thì lại bắt đầu từ số 1, một bên bên chẵn một bên số lẻ đó quý vị. Sau đây Lâm sẽ quẹo qua bên bên kia xong, có nghĩa là đi hướng bên tay trái đó quý vị, vì ở cuối cái ở đầu cái kinh kinh A này thì nó sẽ không có cái đường qua. Đang xây một cái cầu mới nè quý vị. Kho chứa xăng nên chứa phăng chứ. Đây quý vị có thấy không? Đó là ấp Tân Phát B, xã Tân Hòa, là ở đây Tân Phát B nè. Đây có một cái cây cầu qua nè quý vị. Đây là kênh Đồng Dông nè quý vị. Đây là kênh Đồng Dông. Có một cái nhà máy xây sắt lúa nè quý vị. Thông tin thêm quý vị, đó là đây là qua cuối cuối của A1 đó quý vị. Đây là ấp Tân Tân Phát A, rồi ở phía nếu mà B luôn là Tân Phát B đó, ví dụ với A2 thì lại là Tân Phát B quý vị, ở xã Tân Phát A, xã Tân Phát B là của kinh A này. Lâm đã qua phía bên tay trái của kinh hướng từ kinh Tòa Ngọc Hầu á về quốc lộ 80 nè quý vị. Đường tương đối dễ chạy. Lâm có đi buổi tối thì nó hơi khó, tại vì không có đèn đường đó quý vị. Còn đường đi thì rất là được. Đây là những cái cánh đồng lúa nè quý vị.
Do là Lâm đang đi buổi trưa đó nên không có thấy các bác ở ngoài đường nhiều. Đây là một nhà thờ khác nè quý vị. Lâm đang chạy với tốc độ là dưới 25 km/h đó quý vị. Giờ này là các bà con nghỉ trưa nhiều lắm. Ở đây là đang bơm nước nè quý vị.
ở đây có một cái nhà thờ lớn nữa quý vị, để làm qua nè. Đây là thánh đường Chinh Vương. Đây nè quý vị. Trong đây là một cái ấp khác nè quý vị. Đây là chúng ta tới ấp Tân Phát A. Bên hướng Lâm Đi mà ra quốc lộ 80 thì bên tay phải đang là số lẻ đó quý vị. Còn ở bên tay trái là số chặn. Đây là chúng ta sắp tới đầu kinh A đó quý vị.
tôi là bảng số nhà 85 rồi. Đây. Đây là ấp Tân Phát A, xã Tân Hiệp B đó quý vị. Có những cây dừa lùng rất là trái, rất là xum xê đó. Rồi một chút nữa Lâm sẽ qua cầu sao Lâm quay cho hết luôn khu này nhé. Đây Lâm thấy trồng có đậu nè, đậu xanh rồi xà lách. Giờ này các em ở dưới sông cũng đang chăm mình ở dưới sông đó quý vị, bắt những cái con ốc. Rồi cũng sắp hết kinh rồi đó quý vị ơi. Rồi tới đường cùng rồi quý vị. Rồi xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo ạ. Mình đã Lâm đã quay xong cái kinh A rồi quý vị. Đâu cá lau kiến đâu? Ủa người cá lau kiến này về làm gì ăn em? Luộc xả. À luộc xả. Mấy đứa có nhậu không hay là luộc không? Ở đây là ở đầu kinh A nè quý vị, ở bên kia sông nè, hồi nãy Lâm không có quay nè, Lâm đang quay. Chút nữa chúng ta sẽ xuống bến đò kinh 2 đó quý vị. Kinh A chứ. Đây. Có một cái cầu qua nữa. Đang quay phim. Được không? Không, đáng lẽ là để lên đây quay cũng được. Mà để đó thì không có điều khiển được.
chạy đò rất là đẹp trai. Đây là bến đò Kina, Kina phải không em? Dạ, đúng rồi. Đây là chị gấp tiền đò. Ủa hả? Qua gấp tiền đò. Ủa thấy em gấp tiền đò chứ đâu phải là chị.